giật dây anh Thành ơi. Đúng không? Trời đất ơi, quỷ thần ơi, thằng em chắc tét vô, chắc đập vô của cái lưng của ai hay sao vậy? Dây đang chập dây anh ơi. Được. Rồi. Đưa lên, cố lên, cố lên, cố lên. Y tá rồi. Đau quá, đau. Đứng rồi, chứ đi. Đau. Ai vô xuống? Ôi, nhỏ quá, nhỏ quá. Hai, ba, qua phải. Hai, ba, nhảy. Hỏi khó nha. Chú ơi, sao chú chạy dữ vậy chú? Hay da. Chà. Vậy. Chà. Chúng tôi là những chiến mã. Hay da. Sao ba, sao ba. Chê. Chúng tôi chạy mà cô em góc tới nơi. Câu hỏi số 1. Chưa. Dạo miếng đi, vui vui đi. Dạo cái đã. Dạo cái vòng vòng đi. Trời, miếng người kia yếu xìu. Trời ơi. Khi gặp biển cấm đổ xe, tài xế có được dừng xe không? A. Không. B. Có. Biển cấm đổ xe, có được dừng xe không? A. Không. B. Có. Không nha. Ủa, được chứ. Không được. A. Không được đi. Có mà. Được không? Được. Được nha. Đó. Chính xác. Yeah. Đó vậy em. Đó giùm đi ơi. Này. Cá ngựa nào mang thai? A. Cá ngựa đực. B. Cá ngựa cái. A. Cá ngựa đực. B. Cá ngựa cái. Cá ngựa nào mang thai? Cá ngựa đực, cá ngựa cái. Đực nha. A đực. Chính xác. Câu hỏi số 3. Ủa? Có đi. Cá sấu đẻ trứng hay đẻ con? A. Đẻ trứng. B. Cá sấu đẻ trứng hay đẻ con? Cho mấy cái câu này quá. Sao nãy mình toán học tài lẻ gì ta? Trứng. Chính xác. Trời ơi. Thành ơi, khó giùm đi. Trao bằng cho tụi tôi. Trao bằng đó. Thông minh quá rồi. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2. Đó. Căn bậc 2. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2. Câu hỏi số 4. Căn bậc 2 của 9 nhân 6 bằng bao nhiêu? A. 18. B. Căn bậc 2 của 9 nhân 6. A. 18 là B. 108. 18. A. Như vậy. A. Chính xác. Trời ơi. Chính xác. Trời ơi. Vũ rồi. Ok, em đúng, chẳng bao giờ sai. Câu hỏi số 5. Công thức tính chu vi hình tròn. A. Đường kính nhân 3,14. B. Bán kính nhân 3,14. A. Đường kính ba, nhân 3,14. Đường kính nhân 3,14 chu vi hình tròn. Bán kính đường kính nhân 3,14. A. Trời ơi, dữ rồi. A. B. 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 Chắc nha,
không sợ nha. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Nghi sang dao sang phải. Nghi sang phải. Trời ơi, cái đậu dâm còn cái giải mũi nha. Nghi sang trái. Nghi sang trái. Nghi sang trái. Nghi sang trái. Trái, trái, trái. Trái, trái. Trái, trái. Trái, trái. Trái, trái. Trái, trái. Mình lì quá, mình lì quá. Vô lại, vô lại. Qua nè, qua nè, qua nè. Thôi được rồi, tụi tôi tự nhảy. Quyết chạch vai rồi, quyết chạch vai rồi. Không, từ 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 từ. Em đang dán chải vô lại, em đang dán chải luôn. Để chúng con tự làm, chúng con sẽ hiểu đó. Đúng không? Ok. Bảy nha. Bảy cái tao mau. Đâu đâu đâu. Qua từ từ. Ok. 1 2 3. Không được anh Vinh này. Từ 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 từ, đau 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 đau, dài đau dài á, chặt dài 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 dài, mình thấy dài rồi luôn. Còn cái cuốn nữa. Đau 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 đau. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, thằng em. Chắc tét vô, chắc đập vô của cái lưng của ai hay sao vậy? Dai đang chụp dai em ơi. Đừng nghe, đừng nghe, đừng nghe. Trời ơi. Sung quá, quên cái dai luôn hả? Dịnh, dịnh cái... Quên cái dai. Rồi, dịnh rồi đó. Rồi. Trời ơi. Đừng để rít tự đi. Đừng đụng nha, đụng đau lắm. Nhắm mắt, nhắm mắt. Nhắm mắt, nhắm mắt. Sạch bất thường. Từ chế cho. Mày bị hở mà. Ok ok. Bạn phải từ từ, bạn mới đẩy vô được. Giờ đau chút để đẩy vô được không? Nhưng mà cái này là phải biết cách đẩy. Đi được, đi được. Giờ đi nhích nhích lên, đi lên trên bờ đây đi. Còn đi một mình đó. Em đi một mình em không sao. Em đi trước đi. Em đi trước đi. Ơi nó vô rồi. Phải quay một lượt nữa đó. Rồi. Gió rồi, gió rồi, gió rồi, gió rồi. Ô. Chơi tiếp em ơi. Chơi tiếp đi. Lên lên thuyền đi. Tôi muốn kẹp anh Giang. Sau cái chiếc thuyền đó. Mấy anh móc chơi là chơi nhường nhìn anh em. Đừng đâu. Em lấy chư Bảo Lâm rồi hư người hết. Em kêu. Nhảy đi anh. Không. Giữ đi em. Có hình, có hình. Trời ơi. Anh đó, tôi tưởng là con hình này vậy có chuyện. Yo, một tràng pháo tay dành cho cậu bé Chris. Em đỡ cho. Thôi, đừng có đỡ nữa. Đỡ cho. Thôi. Ghê hả? Cũng nhờ người ta nâng đỡ mà bé bị chật dai đó. Ừ. Em ok. Em chỉ là thất vọng về một người bên cạnh.
Trời ơi, ủa? Rớt xuống nước rồi tu đó làm chi cho nó chảy máu không biết nữa thiệt. Trong lúc té xuống thì Lâm đã bấu víu một vật thể để đó đầu của Chris. Quá trời, tay chị em á. Tay hay là cái răng? Anh nghĩ là cái răng cạp vô cái đầu. Cái răng mà cạp vô là tét não nhỏ rồi. Tét não nhỏ rồi. Nói chứ mà vừa rồi là cũng may mắn ha, là cũng có mấy anh em phản ứng nhanh, là cũng lên là cũng chăm sóc được kịp. Lại là lúc mà em đứng ở kia nó cũng vô khớp. Ba hai vòng luôn. Không, anh tôi chạy đi qua cũng không qua được đâu. Anh đi trước. Không, bây giờ đi phải đi theo kiểu quân nhân. Là sao? Đu dứ. Sao? Đu dứ. Thôi, chết rồi. Em kỹ dai luôn. À, cái da cứ bắt và cứ rồi thấy cái chân đó là thấy qua không xong được mấy bước rồi. Đừng có sâu nhúng nhúng ra nãy ơi. Ủa, hay vậy? Hay vậy? Trời quá vậy. Hay vậy? Cố lên Tuấn ơi. Tuấn ơi, từ từ. Nhẹ nhàng. Rít ơi. Đi đàng hoàng Rít. Nhúng một cái thật mạnh nha. Quá, nhúng cái thật mạnh mà. Đi bước chân xe qua liền đi. Lẹ Rít ơi. Qua luôn. Qua luôn. Từ từ thôi. Thở, Tuấn ơi. Cái gì vậy trời? Anh Tuấn ơi, anh cho con nó đi ăn cỏ đi. Từ từ chờ em với. Rồi, đợi xíu nha. Rít ơi, em đừng giống hề nữa. Em lẹ giùm anh đi Rít. Trường quá anh ơi. Xe. Xe. Trời ơi, sao vậy? Không phải nhân dân gà vậy. Đi mà. Đi mà. Chưa được. Trời, đi vậy không nổi nữa. Đi. Trời vậy kỳ á. Được rồi, được rồi. Cho qua đi. Nắm cái đuôi, nắm cái đuôi nó. Tuấn về là cái rồi quan trọng luôn thế. Từ từ đôi không cần gấp gáp. Ai da, ai da. Nắm cái đuôi đó, nắm cái đuôi. Nắm cái đuôi, đúng rồi. Ai da rồi, Tuấn ai da rồi. Chú qua đi, chú Tuấn qua. Tuấn mệt rồi, Tuấn ruột thừa yếu lắm, đánh đi. Ủa cái này vô chú sao? Chú qua lẹ. À. Ủa cái kẹt cái đít. Hay quá. Cái đoạn về mới căng rồi. Cố lên. Đúng rồi, cái đoạn về là liên tục á. Xóa liên tục á. Vậy đúng rồi, đi đồ đẩy rồi. Anh lên, anh Tuấn qua, không được đâu. Mà tắm luôn á. Về Tuấn ơi, đừng có về. Đường dài lắm. À, nó cấn vô, à, đau quá. Cái đầu nó cấn vô đau. Cấn đầu kỳ vậy. Ai da, ai da. Cố lên Tuấn. Tuấn ơi, cố lên. Rít ơi, đúng rồi, mạnh đúng mẽ rồi. Lên nào. Rít ơi, mạnh mẽ lên. Thấy không, thấy không. Mạnh mẽ lên. Lẹ Rít ơi, Tuấn đuối rồi. Khúc này là bị đuối rồi. Lên. Mệt quá. Mệt, biết là mệt. 10 mét nữa. Anh bị ruột thừa, ổng lại, ổng lại. Hai điều, hai điều. Hai, yeah. Dậy. Hai, ba. Ruột thừa đau quá. Mạnh lên. Chỗ lên ơi. Ruột thừa đau rồi. Mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Sao mà, sao mà. Rết. Ruột anh đau quá. Em làm được. Chào mẹ lại cho em. Yeah. Yeah. Chết rồi, ruột thừa đau cho em. Chết rồi, xuống lại đuổi đây. Go, lên, go, lên, go, lên. Go, lên. À, ruột anh đau. Chết, chết, còn sáng 10 mét nữa. Ruột thừa đau. Hay quá, hay quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhấc cái chân lên đây này. Nhấc cái chân lên. Nhấc cái gót chân lên đây này. Chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi. Yeah. Hay quá. Ruột anh đau quá. Lên, 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 lên. Ổn rồi, đẹp, giỏi quá rồi, giỏi rồi. Mệt quá. Người chiến thắng là kìa Minh Tuấn. Trời ơi. Không, cái này mệt lắm mọi người ạ. Mệt khủng khiếp lắm. Y tế ơi, chăm sóc anh của em bưng mũ rồi.
anh ngồi xuống đi. Chết rồi. Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đâu? Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ khâu lại cho em. Bác sĩ khâu mà mặc áo luôn hả? À, đau quá bác sĩ. Hình như bác sĩ để quên kéo vô trong rồi. Rồi lấy kéo ra. Tội nghiệp anh tôi. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Em đập đầu gối xuống. Có squat đi. Đó là sao vậy? Chụp bị hả? Sao. Để em đập đầu gối xuống đất. Có bị hả? Từ từ. Chấn thương ạ. Nó đập đầu gối xuống đất á. Hôm nãy em chui vô qua vừa chui qua đập đầu gối. Cái bóng quần lên lắm quá, chân nó bự quá. Chân quá. À coi vậy thì thôi khỏi, vậy thôi. Tụi gì tụt quần đi. Ập vô luôn được rồi. Ập luôn ập. Đau. Rồi. Đưa lên, nhớ lên, có lên. Y tá rồi. Đau quá, đau. Đi ngồi chứ đi. Đào. Có ai vô xuống? Ôi, đuổi quá, nhỏ quá. Cục tối. Lấy cái dù che xung quanh. Đây. Rồi, che. Cái ra lấy đâu? Đây, thân che cái. Ê, nó sưng quá rồi nè. Ghê vậy? Nó sưng rồi. Có bị bầm gì không á? Coi chừng nó bị bong gân luôn á. Đào. Bớt được bác sĩ. Đau lắm á. Ở trên có bị không? Đau. Ok. Hèn chi thấy cứ nói cho nó quỵ luôn rồi. Nó cố gắng á. Không sao đâu, mẹ tròn con vuông rồi, không sao đâu nha. Đâu bình thường. Đứa con đâu rồi? Con trai nha. Trai. Con thương nha. Cười cho bên em. Bú chú ba, giống ba giống mẹ, giống ba. À, cho nó bú sữa đi kìa. Giống ba nha, giống ba nè. Đặt tên gì ta, đặt tên gì? Vập gối. Vập gối. Đặt vập gối. Trời anh diễn thiệt kìa, anh vẫn còn ẩm luôn kìa. Ghê chưa? Chú ơi. Nè, con này hung con đi. Ủa Quy anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giống như lần người ta đây. Chồng chị. Nè con đi. Lấy cái vô đó gần gần. Đỡ anh đứng dậy thử ra. Từ nhẹ nhẹ nha. Em ngồi xuống đứng lên thử. Trời ơi. Để cái ghế vô liền. Ê sát vô. Từ để tiếp. Thì góc bữa ở đâu? Không. Ok, vậy không sao. Rồi cái phần mềm ngoài. Ừ. Nó bị đập xuống ngay cái chỗ cái xương mới kìa. Khổ quá, giờ đang thấy sao? Nó đau lắm không? Kiểu bị thốn rồi. Sao đâu mọi người, đi được tiếp. Mày chắc không nói thôi đi, bị ướt quần thôi. Hà cho mượn cái đầm đi Hà. Đi được không? Mà giờ đi được không? Vô đây đó. Mà giờ tính mượn cái đầm này để đi. Chắc đi được không? Chắc đi được nhưng mà phải mượn cái đầm này đi cho thoải mái. Đây cái quần bó quá. Không đi được em ở nhà đi. Hả? Để một mình chúng tôi đi thôi. Anh muốn thế tôi? Không phải thế mà càng. Ô anh Vĩnh Thủy kia. Đập. Chào anh. Thế anh Lê Dương Bảo Lâm. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.